Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series bài học khóa học của Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học thương mại và một chuyên gia về marketing online. Với kinh nghiệm từ năm 2008 đã đi giảng dạy ở bậc đại học và làm marketing cho các doanh nghiệp cho đến nay. Và hôm nay thì tôi sẽ làm một cái series video có tên là Phan Anh Business and Vlog. Muốn nói về những cái chủ đề liên quan đến kinh doanh và marketing bằng vlog, được chưa ạ? Và để không mất thời gian nữa thì bài học này tôi sẽ phân biệt cho các bạn các cái mô hình marketing cũ và mô hình marketing mới. Hôm nay thì tôi sẽ nói với các bạn là ba cái mô hình là mô hình 4P, mô hình 7P và mô hình 12P, thêm cả hai số nữa. Thế thì những cái mô hình này là như thế nào và như thế nào để hiểu đúng? Và sau này thì tôi sẽ phát triển cho các bạn thêm những cái chi tiết trong từng cái chữ P này. Cái bài này thì tôi chỉ giới thiệu về mô hình Mix 4P, 7P và 12P. Sau những cái bài tiếp theo trong series video Business and Marketing Vlog thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn từng chữ P một. Nó như thế nào, nó quan trọng như thế nào, nó là cái gì, ứng dụng nó ra sao thì để các bạn sẽ xem thêm. Như vậy nó sẽ có 12 chữ P và 12 chữ P đấy các bạn sẽ lại có 12 cái video như thế này nữa. Ok. Rồi, để không mất thời gian nữa, đây là thông tin cá nhân của tôi. Các bạn có thể theo dõi ở trên Facebook cũng như là trên YouTube của chúng tôi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì ta sẽ nói về mô hình marketing 4P và 7P. Đây là mô hình marketing mix do giáo sư Philip Kotler, là một trong những người được mệnh danh là cha đẻ của ngành marketing hiện đại. Trong cái cuốn sách marketing căn bản của ông viết từ cách đây khoảng gần 30 năm, thì ông đã đề cập đến mô hình marketing mix 4P. Mix tức là hỗn hợp, đúng không ạ? Phối trộn giữa các cái chữ P lại với nhau. Và cho đến ngày nay thì cái lý thuyết này của ông vẫn rất là đúng. Cho nên các trường đại học ở Việt Nam cũng như các trường học trên thế giới vẫn đang sử dụng những cái lý thuyết này. Tất nhiên, nó có những cái sự biến đổi. Nhưng về cơ bản thì nó vẫn là như vậy, được chưa ạ? Vâng, thì bốn chữ P đầu tiên và quan trọng nhất theo thứ tự đánh P từ P1 đến P4 là Products, tức là sản phẩm. Price tức là giá, được chưa? Và place tức là kênh phân phối, promotion tức là những cái cách để bán hàng, người Việt dịch nó là xúc tiết bán, nhưng mà tôi sẽ nói với các bạn đấy là những cái cách để bán hàng, những cái cách để đẩy sản phẩm đến với khách hàng, promotion xúc tiến bán. Ok, vậy thì sản phẩm là như thế nào, giá bán là ra sao, kênh phân phối ở đâu và xúc tiến bán như nào, thì đấy là cái câu trả lời cho cái mô hình marketing mix 4P đầu tiên. Thì các bạn có thể xem thêm trên Google, có rất là nhiều những cái lý thuyết về nó, nhưng thực sự là không đầy đủ đâu. Sau này tôi sẽ đi phân tích từng chữ P một cho các bạn thì các bạn mới thấy nó sâu như thế nào, đúng không ạ? Bởi vì giáo sư Kotler viết một cái cuốn sách dài 1000 trang A4 bằng tiếng Anh để nói về cái lý thuyết về marketing của mình, tức là rất là chi tiết. Rồi, thế còn marketing 7P là gì? Đúng không ạ? 7P ở đây tức là bốn chữ P đầu tiên, sau đó thì ông Kotler ông ấy mở rộng thêm ba cái chữ P nữa vào, đó là gì ạ? People, tức là con người, là nhân sự, đúng không ạ? Là cái quá trình quản lý nhân sự như thế nào, văn hóa trong doanh nghiệp ra sao, những cái dịch vụ khách hàng vân vân. Rồi chữ P thứ sáu là process, tức là quy trình. Đấy, thì ông ta muốn nói mọi người là mọi người phải quy trình hóa, tối ưu hóa cái quá trình sản xuất kinh doanh của mình để giảm chi phí. Đó, và cái chữ P thứ 7 ông gọi là physical evidence, tức là những cái minh chứng cho cái quá trình kinh doanh, cái môi trường kinh doanh mang tính chất vật thể, vật lý, đúng không ạ? Vâng. Ví dụ như là sự thông minh này, rồi thì những cái bề mặt tiếp xúc vân vân. Thế thì cũng có những cái chỗ thì người ta gọi là philosophy, tức là những cái triết lý kinh doanh. Và đây là chữ P thứ 7. Và 7 cái chữ P này nó hướng tới cái mục tiêu thị trường, là khách hàng mục tiêu của mình. Vâng, thế thì trong từng cái chữ P này, đấy các bạn có thể nhìn thấy, product thì nó là design, nó là thiết kế như thế nào, technology là công nghệ gì, usefulness là cái khả năng hữu ích của nó như thế nào, đúng không ạ? Convenience là sự tiện ích ra sao, value là giá trị, rồi quality tức là chất lượng, đúng không? Packing tức là gì ạ? Đóng gói sản phẩm, branding tức là thương hiệu như thế nào, accessory tức là những cái phần phụ kiện trợ giúp nó ra sao, và warranty tức là phần bảo hành bảo dưỡng. Đấy, phần place thì ví dụ như là gồm có retail, rồi có wholesale,
mail order, internet, direct sale, và peer to peer và multi channel, rất là nhiều những cái hình thức mà chúng ta sẽ phải đi sâu vào nó, đúng không ạ? Price thì chúng ta có những cái chiến lược hớt váng, chiến lược dài hạn, chiến lược giảm giá, đúng không ạ? Chiến lược giá dẫn đầu, chiến lược theo sau, vân vân. Đó, thì còn trong promotion, tức là xúc tiến bán, thì có những cái offer giảm giá, đúng không ạ? Quảng cáo advertising, dùng thử, rồi thì chào hàng quảng cáo, hàng thử, hàng mẫu, vân vân, rồi các cái sự cạnh tranh. Đấy. Thì tất cả những yếu tố như vậy nó hình thành nên một cái mô hình marketing mix 7P. Chữ S có nghĩa là có nhiều chữ P trong tiếng Anh mà. Thế thì tôi giới thiệu sơ bộ như thế để cho các bạn hình dung ra, được chưa ạ? Thế còn tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mô hình mới nhất trong cái cuốn sách Marketing Online mà tôi đang viết và đã xuất bản ở đây. Đấy. Cái cuốn sách này là Marketing Online 4.0, thì tôi viết đến mô hình 12P bằng cách là dạ, tôi sử dụng 7 cái P đầu tiên của giáo sư Kotler và cộng thêm 5 cái P mới. Vâng, 5 P mới chứ không phải 4. Tôi sẽ sửa một chút ở đây. Vâng, 5 P. Ok. 5 cái chữ P mới. Đấy. Thì trong này tôi đã phân tích rất là kỹ từng trường hợp, từng ví dụ và cái 4.0 nó khác như nào. Chữ P thứ 8 nó chính là performance, tức là tính hiệu quả. Hiện nay mà các bạn làm marketing mà không có hiệu quả thì cũng không làm được, đúng không? Đấy là lý do tại sao bạn phải làm marketing online, bạn phải chạy Facebook, bạn phải chạy Google, bạn phải làm web, bạn phải làm SEO, bạn phải chạy Google Ads tìm kiếm, bạn phải làm PR trên báo chí, vân vân, kiểu như thế. P số 9 là personalization, tức là cá nhân hóa. Thì trong thời kỳ 4.0, người ta cho phép chúng ta có thể là cá nhân hóa từng yêu cầu của khách hàng. Ví dụ như là người ta có thể may đo, không phải là chỉ quần áo, mà người ta có thể làm máy tính, làm điện thoại theo từng yêu cầu khách hàng. Thí dụ như là tôi không thích cái màu này của Apple có sẵn, thì tôi có thể lại chuyển sang màu mà tôi mong muốn, thì tôi có thể thiết kế như vậy. Hoặc là cấu hình máy tính, cấu hình điện thoại cao hơn nữa, hoàn toàn theo yếu tố cá nhân, hoặc là gửi email cá nhân, gửi Facebook cá nhân. Thì marketing như vậy là hướng tới sự cá nhân hóa, đúng không ạ? Chữ P thứ 10 là planning, tức là chúng ta phải lập kế hoạch. Chúng ta phải có kế hoạch trong từng tuần, từng tháng và từng năm. Hôm trước tôi đi tư vấn cho một công ty dược, thì có một bạn trưởng phòng, bạn đưa cho cái anh giám đốc một cái bản kế hoạch đúng nửa trang A4 như này. Tôi ra mắt sản phẩm mới thì chạy quảng cáo bao tiền, làm cái web, viết cái gì, content như thế nào, và thuê KOL, rồi đi mấy bài PR, sản xuất mấy video hết. Thế tôi mới bảo là như thế này thì không có gì là sai cả. Thế nhưng mà tôi hỏi là cái này chạy trong vòng bao lâu? Cái này thì tôi nghĩ là chạy trong 2 đến 3 tuần là hết. Và sau đó thì làm gì? Không biết làm gì tiếp theo. Đúng không? Cái kế hoạch đấy không có gì khó cả, trẻ con cũng có thể lập được. Nhưng mà nó phải dài hạn. Hàng tuần chi tiết ra ngày, giờ. Đấy, chúng ta phải đo lường các cái chỉ số, đo lường hiệu quả. Rồi, chữ P thứ 11 là partners, tức là đối tác. Chúng ta có thể sử dụng chính đối tác của chúng ta để làm marketing. Thí dụ như hãng VinFast, đúng không ạ? Họ có thể là nói, họ luôn luôn PR là gì? Cái nhà máy này được sản xuất, được xây lên bằng công nghệ của hãng ABC. Chiếc xe này là được thiết kế bởi hãng XYZ, là một hãng rất là khủng khiếp. Chiếc xe này được sản xuất dựa trên nền tảng của một chiếc xe của một cái hãng ABC XYZ khác, đúng không? Thì cái đấy chúng ta có thể sử dụng các partners để chúng ta làm quảng cáo cũng như là làm marketing rất là tốt. Và cuối cùng là PR, đúng không ạ, là public relations. Thì chúng ta thấy rằng là PR, công chúng, hay là những cái phần mà quan hệ với đối tác, quan hệ với cổ đông, thì nó đều nằm trong phần PR chứ nó không nằm trong phần advertising. Thì đây là tôi giới thiệu sơ bộ với các bạn là ba cái mô hình mà trong marketing hiện đại bây giờ chúng ta hay sử dụng. Tôi xin phép nhắc lại là mô hình marketing 4P, viết tắt của 4 chữ P là sản phẩm, giá, kênh phân phối và cái phần xúc tiến bán, tức là làm thế nào để bán, đúng không ạ? 3 chữ P tiếp theo, P5 là people, là nhân sự, process, quy trình và physical evidence, tức là những cái minh chứng, những cái môi trường vật lý để làm cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn. Và 12P, tức là 5 chữ P tiếp theo, gồm có performance, tính hiệu quả, personalization là cá nhân hóa, và planning là lập kế hoạch, và partners tức là các cái đối tác kinh doanh với mình cũng đem ra mình show up được, đúng không ạ? Và PR cho mình.
Thì nếu mà bây giờ các bạn áp dụng theo mô hình marketing mới nhất là marketing 12P của tôi vừa tư vấn cho các bạn, vừa hướng dẫn cho các bạn thì rất là tuyệt vời. Hoàn toàn các bạn có thể sử dụng công thức 12P này với tư cách là đấy là tác quyền tác giả của tôi, bởi vì tôi dựa trên những nguyên mẫu của Philip Kotler và tôi thêm những cái ý tưởng mới vào thì cũng rất là tốt. Ok, thì như đã nói thì đây là cái phần mà giới thiệu sơ bộ về các cái mô hình này thôi. Sau này thì chúng ta sẽ có những cái chi tiết hóa trong từng P một, mỗi một chữ P này tôi sẽ phân tích rất là sâu cho các bạn để các bạn hiểu nó là cái gì và cách ứng dụng như nào. Và chào đón các bạn cũng như là chào đón những cái video mới của chúng tôi trong chương trình Phan Anh Business and Marketing Vlog. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Và nếu thấy hay thì hãy đón nhận những cái video của chúng tôi và cũng như là sub kênh cho chúng tôi để chúng ta cùng nhau học hỏi, chia sẻ. Và nếu như các bạn có bất cứ cái vấn đề về bán hàng, quảng cáo, marketing, PR hoặc là xử lý khủng hoảng truyền thông thì các bạn có thể liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi ở địa chỉ số điện thoại cũng như là thông tin ở trên này. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn.